Và trước khi Đăng Nguyên sẽ đến với phần biểu diễn của mình thì có thể chia sẻ cùng quý vị một chút cảm xúc của mình khi đứng trên sân khấu dưới sự tham gia của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng như các quý vị đại biểu dành thời giờ rất quý báu của mình đến với chương trình của bạn đêm nay không anh? Dạ, lời nói đầu tiên là Đăng Nguyên xin gửi đến tất cả quý vị, những người yêu thương Đăng Nguyên, một lời chúc sức khỏe và chào trân trọng nhất ạ. Dạ, hôm nay rất là xúc động khi có đầy đủ tất cả quý vị xuất hiện tại nơi đây. Đây là... Đăng Nguyên chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có một cái đêm nhạc như thế này. Và được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của phòng trà Phiêu và nữ ca sĩ Lâm Minh Thảo đã tạo điều kiện cho Đăng Nguyên tham gia cái đêm nhạc ngày hôm nay, nên giờ đang bối rối không biết nói gì. Quý vị có thể cho Đăng Nguyên chào tay thật lớn được không ạ? Vâng, sẽ còn rất nhiều thời giờ cho Đăng Nguyên trên sân khấu và tha hồ tâm sự cùng quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn ban giám đốc phòng trà Phiêu đã tạo điều kiện cho chúng tôi.